thoát mưa tận. Cái lăng này nó lăng như chất. Ông phải tục mốc vậy nó. Bật mốc mà. Nhâm chọc người ta mình thấy đã bật ra tục tục đi đó chứ. Hiện tại bằng gái nuôi bắt bán hết xung quanh mãi muốn lắm ấy xung quanh mãi bắt tay là ôi cảnh cảnh một bãi nào cảnh cảnh thế đấy. Bắt chân nhung mình nhắc hai đặt lên mình bắt đám mình tạo đáy đá mà để tận nắng này thì sao dụng chúng mới khóc ấy được cùng cho rêu đấy thầy ôi bác chân bác chân
bạn đọc được mình đánh đi lên trên mặt rồi.